Em xin chào cả nhà nhé. Phiên chiều tối ngày 29 tháng 5 năm 2023, hàng nhà em thì vừa về thêm một số những dòng hàng mới, thì em sẽ update một cái video clip này giới thiệu đến các mặt hàng. Hôm nay nhà em có số điện thoại cũng như là số Zalo để khách hàng liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Hôm nay về những bảng long tu xuân này rất là xanh mướt, và hôm nay có những cái giò đen rô bà liễu xưa hàng khủng rất là đẹp, thì em sẽ lần lượt giới thiệu đến các bác nhé. Các bác xem video chốt mặt hàng nào ưng ý thì gọi điện trực tiếp cho shop để gửi hàng nhé. Và sau đây thì em xin lần lượt điểm qua từng loại mặt hàng, báo giá đến khách hàng ạ. Em lên cho mọi người những cái mã bà liễu xưa hoa thơm nhé. Hôm nay thì em sẽ phân hình cho mọi người, đây đều là những cái dòng hàng tác phẩm. Vừa rồi là em về có tầm hơn chục chậu cái hàng tác phẩm này, bây giờ còn 3 chậu. Nhưng mà lô này ấy, cây nào cũng rất là đẹp nhé. Đấy, bà liễu xưa đây là cái dòng mà nhiều thân tơ nhất. Đây cho mọi người xem cái lô mà nhà em bán Tết vừa rồi này. 650 một giò này, thân già cỗi rất là nhiều, nhưng bây giờ vừa mới để này, vừa mới để ăn nắng phát này, hoa đâm tua tủa luôn. Các bác nhìn cái ngông hoa của nó chưa? Đấy, bà liễu này hoa nở quanh năm. Cái lô mà cây già già này là em để hoa cửa hàng để cho nó thơm. Riêng dòng bà liễu này hoa rất là thơm. Đấy, năm ngoái bán lên cây này nó già cằn cỗi lắm, nhưng mà cứ treo cửa hàng thôi. Còn hôm nay thì chia sẻ với các bác những cái chậu này thì thân tơ gần như là rất là nhiều, còn rất là nhiều mắt hoa chưa nở nhé. Đấy, lên cho các bác thành từng hình như sau. Bà liễu thì em có rất là nhiều size. Đây ví dụ như là cái size này, cái size 65.000. Đây là chậu phi 12, thì chiều cao của nó rơi đâu đó chỉ tầm khoảng gang rưỡi. Gang rưỡi, hàng này 65.000 nhá. Đang bán 65.000, đều là cây tơ hết. Còn nếu các bác chuyển sang loại size to hơn phi 18 thì có loại chậu này. Cứ như chậu này này. Hôm vừa rồi bán 200 nhưng đang giảm giá còn 190 này. Cái loại này cây cao phải 70, 80, 90. Đấy, cái loại này là 190.000. Đây, cái cây 80.000 nó chỉ bé bằng cái thân nhỏ nhỏ của cái cây thôi. Đều loại 190 nhá, mọi người nhá. Nó nhiều size. Còn sang cái loại hàng hình này, đây em có 4 hình này nhá. Em ký hiệu là chữ L nhá, bà liễu. L1 này. Hình này thì gồm có 1 thân, 2 thân này, 3 thân này. Đây. Những cái thân này đang sưng rất nhiều nụ hoa này. Đây là những cái mắt nụ nó sẽ sưng ở đây và nó sẽ nở. Hàng này hoa thơm lắm. Đây này, mầm gốc này. Đấy, chậu này rất là đẹp này. 1, 2, 3 với cả một mầm nữa. Chậu này 230.000. Và đây là ba cái hàng tác phẩm. Hàng này hàng chậu nan nhựa này. Em bán đồng giá hết nhá. Đồng giá hết là 590. Các bác thích chọn giò nào thì chọn. Đây ạ, chậu đầu tiên này, bà liễu tác phẩm này, 590.000 này. Chậu này gồm có 2 mầm này. Chậu này có 3 thân, 3 thân hoa dài. Đây cái mắt nụ hoa này nó đang sừng rất là nhiều này, nó còn nở. Vừa rồi nó nở một cái cần đây em đã cắt đi rồi để cho nó dưỡng cây. Còn đây này, tất cả những mắt này là đều chưa nở tí gì nhá. Cả bên đây cũng thế này, rất nhiều mắt chưa nở. Thân này là thân tơ hoàn toàn này. Đấy. Cái giò này em bán 590.000. Cún. Tiếp theo giò số 2 bà liễu đây, đang đẩy nụ này, mọi người nhìn chưa? Đây đang đẩy nụ này, đấy. Cái này sắp tới cũng đang đẩy, sẽ đẩy nụ rất là nhiều nha. Bà liễu số 2 này thì chậu này có một cái thân này nó phải dài hơn móc, dài hơn mét. Thân này thân tơ dài hơn mét. Lên 1-2 cái hoa thôi, còn phải mười mấy cái hoa nó chưa lên này. Cái chỗ bên đây cũng nở có 2-3 cái ngồng hoa, còn rất là nhiều nụ đang đâm này, đấy. Chậu này thì thân này cao nhất này, thân này vừa vừa. Đây đây là những cái thân nhỏ nhỏ này. Đấy, chậu này ghép 53, 54 rồi. Đây các bác nhá. Chậu này 3 thân nhưng chậu này 2 thân nhưng có thân kia rất là trội. 590. Chậu số 3. Đấy. Hai thân này thân tơ hoàn toàn này. Đấy. Hai thân tơ hoàn toàn chưa hoa một tí nào luôn. Đây là mầm này, mầm. Đây những cây năm nhất, năm 2. Chậu này số 3 cũng 590 nhá. Đây 3 chậu 590, thích chọn chậu nào chọn. Nói chung là đều hàng tác phẩm như nhau hết. Nở hoa thì cái hàng này còn chất lượng hơn hàng Tết năm ngoái mà giá rẻ hơn. Có 7 lô da da để, mini thanh lý nhé. Một cái lô da da này thì em cũng mix cho mọi người nhiều màu. Thực ra thì cũng có một số những bụi nó tàn hoa thì em cũng không rõ chính xác màu, nhưng mà em thấy lô để sổ ra nhiều mặt bông lắm nhé các bác nhé. Da da loại này thì xương hoa nở quanh năm. Đấy ạ, một cái lô này cứ một lô như vậy em thanh lý cho các bác là 130.000, 10 cây. Đấy, cả bụi to bụi nhỏ kèm vào nhau. Đấy, 130.000. Hàng này em đang bán là 22.000 một bụi, tức là 220 một lô. Con này xả cho mọi người 130 này. Đấy. Đây, ví dụ như cứ như thế này là 130.000. Có cây tàn hoa nhá, có cây bị hết hoa rồi.
cứ bán một lô này là 130.000 nhé. Em có 7 lô duy nhất thôi ạ. Da da này là 130, các bác về là ghép được một chậu to đấy. Loại này nở quanh năm mà siêng lắm. Tiếp theo là những bảng long tu xuân các bác. Long tu xuân hàng hôm nay thì về rất là đẹp. Sở dĩ lần này thì em không nhập long tu xuân hàng cân, bởi vì sao? Thứ nhất là long tu xuân hàng cân giá thành bây giờ nó cũng phải 250.000 một cân đấy. Nếu mà các bác mua hàng kg mà mầm mùa hè ấy, mầm nó lên nó nhanh bị thối. Nó nhanh bị thối. Và thứ hai là các bác về trồng mùa này những cái dòng đấy nó khó. Đó, Tết nhất hoặc đầu xuân là các bác không được chơi trọn vẹn đâu. Nên là sở dĩ là em lấy những cái hàng thuần thì bây giờ nó cũng rẻ mà. Một cái bảng này ghép cũng rẻ và các bác về các bác chơi luôn. Đến cuối năm nó dài rồi mình chơi hoài nó đẹp hơn nhiều. Đấy, một bảng này bao nhiêu đầu này. Ví dụ những cái bảng này chỉ phải mười mấy đầu này. Đấy, xung xuê này, ở dưới đấy này, bao nhiêu lớp này. Đấy, xem xê một cái bảng long tu xuân như thế này, thuần sẵn này chỉ có 160.000 thôi nhá. Không phải như là ngày xưa mua một cái bảng này 250.000 mới mua được một bảng long tu xuân hàng thuần. Hôm nay có 160.000 thì mình mua hàng thuần này hơn là mình mua lan rừng nhiều. Đấy, cuối năm mà các bác chăm này nó dài như thế này, rồi nó lại cho hoa long tu xuân này, đẹp chưa? Đẹp lắm, có 160.000. Còn phía bên đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì những cái bảng dài dài thì em đã xuất cho các bác rồi. Hôm nay thì cũng là những cái bảng vôi đấy và nó cũng rất là nhiều mầm nhưng mà nó lại ngắn hơn. Thực ra là em nhập của vườn là nhập đều bằng một giá tiền hết đấy ạ, chứ không có rẻ hơn đâu. Giá bình thường em bán 160 nhưng những cái bảng ngắn này nhá, nó chưa dài. Tức là nó sẽ dài, nó sẽ dài muộn hơn một tí. Đấy, thì em bán cho mọi người, giảm cho mọi người còn 120 một bảng nhá. Đây, vôi có 120.000 một bảng này, rất là nhiều đầu này. Đấy, đẹp chưa? Có 120 thôi ạ. Còn kế bên đây là những cái giò giả hạc Pháp. Giả hạc Pháp thì em cũng là hàng bảng rất là nhiều mầm. Mọi người thấy chưa? Chiều dài bây giờ nó chỉ tầm gang này, gang rưỡi này. Có thân dài nhất thì nó là 2 gang, nó tùy từng bảng. Nhưng mà cũng rất là nhiều đầu cho một bảng như này. Dễ, nó bám rất là chắc vào giá thể. Đối với những bác mới tập chơi thì những cái bảng này về á, mình buộc thêm cho em cái phân. Một là phân tan chậm, hai là phân dê. Buộc vào đây, nó khi tưới nước này dưỡng chất nó chảy xuống, nó sẽ dài ra và rất là đẹp. Lô đợt này nhập giá rẻ nhé, có 150.000 một bảng nữa ạ. Giả hạc Pháp, hàng này thì em chạy số lượng. Mua 3 giả hạc Pháp em sẽ bao ship. Bởi vì em nhập số lượng nhiều nên em sẽ chạy số lượng đối với dòng giả hạc Pháp này. Hàng bảng nhé, rất là đẹp. Tiếp theo là những bảng bẹt châu Như ạ. Đây mọi người này. Nếu mà không có mặt hoa thì lại bảo là em không nói chuẩn xác đây. May sao bây giờ vẫn còn một bông hoa còn đang bói này. Vẫn còn một số bông hoa còn đang bói lại. Hôm trước đã nở một lượt hoa rồi đấy. Bây giờ nó còn nở bói thêm vài bông nữa. Đây cái khuôn bông của nó này. Cánh của nó cánh bầu tròn rất là đẹp này. Cái lưỡi bẹt của nó bẹt đậm chưa. Bẹt châu Như các bác nhé. Đây một bảng của nó này rất là nhiều thân. Đây các bác nhìn chưa. Mầm gốc của nó rất là nhiều. Đây, thân của nó rất là nhiều luôn. Vừa rồi thân rất là nhiều. Bây giờ đang lên mầm gốc. Loại bẹt này thì thân lá của nó tía tím lịm luôn. Đấy, tím lịm luôn, bây giờ đang mọc kỳ trên thân này. Đây, có những bông hoa tàn rồi đây này. Đấy. Bẹt này em còn tầm 6-7 bảng, em bán 140 một bảng ạ. Đây là bẹt châu Như. Rất là đẹp. Một bảng bẹt này rất là đẹp luôn. Em có vài chậu Koratoki hàng chậu gỗ này. Mỗi chậu nó sẽ là 2 cây thế này này. Đấy. Đang giảm giá 200.000 một chậu thôi. Koratoki hoa thơm nhé. Đây này là dòng lai giữa hoàng nhạn với cửu bảo tiên đấy ạ. Sang bên đây là những cái giò đen rỗ mắt đen. Hàng này hàng tác phẩm nhá. Hàng nhà em là hàng chậu to. Và thứ hai là thân nó đanh nó già. Đây là những chậu 53 cho các bác xem này. Đây một chậu đen rỗ mắt đen này. Khi mà nhà em dỡ ra này. Đấy, đây là buộc túm lại nhá. Chiều dài thân của nó dài nhất. Bây giờ em đo cho các bác nhá. Thân dài nhất 1, 2, 3 gang, hơn 3 gang tay. Đa phần là 2 gang đến 3 gang tay nhá. Một chậu to hàng tác phẩm này em bán 190.000 thôi. Hàng này mà cho sang chậu nan nhựa hiện tại nhá, cái này mà cho sang chậu nan nhựa là đang bán ra hàng 250. Còn đây là lô mà nhà vườn người ta chưa sang chậu, vẫn để ở dạng chậu dạng đen này thì với giá 190, chứ không thì không có giá này đâu các bác ạ. Rất là đẹp, đen đúng mắt đen thì bác nào mua 3 chậu em sẽ miễn ship nhá. Đây mới về một cái lô này nó rơi tầm khoảng 50 chậu. Nhiều. Đấy, chậu nào chậu đấy cũng rất là to, bự. Nói chung là hàng đợt này đẹp lắm. Tiếp đến là năm cây trắng họng hồng. Đây ạ, những cái chậu năm cái trắng họng hồng này, nhiều thân chưa? Rất là đẹp, rất là nhiều thân. Em bán là 130.000 một chậu thôi. Hàng này là hàng chơi xuân Tết và loại này hoa thì thơm lắm. Riêng năm cái trắng họng hồng này là dòng hoa thơm. Sang bên đây là những cái chậu chồn.
Chồn em có hai loại nhé. Đây là chậu chồn trắng tím hàng của Thái. Chồn trắng tím này thì một chậu trung bình tầm 2 đến 3 cây. Đấy, 2 đến 3 cây như thế này em bán là 130.000 một chậu. Hoa trắng tím vòi rất là dài. Còn sang bên đây là dòng chồn trắng. Chồn trắng đây là chậu hàng đột biến nhá. Chồn trắng đột biến này, vừa rồi hoa trắng tinh nở hoa xong. Bây giờ hết rồi, còn cái cuống hoa đây. Cây của nó cũng bé bé thôi, bởi vì đây là hàng sưu tầm. Chậu chồn trắng này em bán là 140. Em còn 5-7 giò thôi ạ. Cái chồn trắng này nó hết lô này là em không lấy được hàng nữa, bởi vì nó không còn hoa là em không lấy. Đây là vừa rồi là nó có hoa ấy, nhưng mà nó bị tàn hoa, thì em chắc chắn 100% là hàng chồn trắng đột biến cho các bác. Hoa trắng tinh và thơm lắm nhá. Hàng chồn trắng này của Thái này rất là đẹp, trắng tinh đấy ạ. Đấy, nhiều bác muốn sưu tầm dòng chồn trắng này rất là lâu rồi. Và bên đây là những cái chậu phi điệp hòa bình. Đây là những cái chậu phi điệp hòa bình nhá. Cho mọi người xem này, hàng này nhà em về số lượng nhiều, có những cây hiện tại đang nhú nụ. Đây ạ, rất là đẹp. Và một chậu phi điệp hòa bình này thì chiều cao của nó sẽ trung bình từ 2 gang đến 3 gang tay của em. Đấy, cứ trung bình tầm đấy em sẽ nhặt cho các bác mỗi chậu này với giá chỉ 25.000 đồng một chậu thôi. Phi điệp giá bây giờ nó rất là rẻ, hàng hòa bình. Hàng này là những cái kiến hàng rừng từ ngày xưa ghép lên đấy, còn chưa sổ hoa cơ. Có 25.000 đồng một chậu. Bác nào mua 10 chậu em sẽ tặng cho một chậu và em sẽ miễn phí ship nhé. Hàng này em sẽ chạy số lượng là mua 10 tặng 1 miễn phí ship. Đối với cái dòng hàng phi điệp hòa bình này ạ. Em còn vài bảng đai châu Thái. Thái này là Thái hàng bảng. Mỗi bảng nó sẽ là 2 cây. Hàng này ban đầu về là em bán 250. Hôm nay em xả hàng cho mọi người 190.000 một bảng. Xả lỗ luôn. Hai cây rất là đẹp, 190 thôi. Thi thoảng 1-2 cái lá nó hơi bị sứt sát một tí, không có ảnh hưởng gì nhá. Ngọn rất là đẹp, có màu đỏ đốm, đỏ sắc pháo. Đây có mấy màu. Bảng cây đôi này, có 190 một bảng, ghép bảng sẵn rồi. Rất là đẹp. Tiếp theo là những cái chậu hoàng nhạn. Hoàng nhạn này là hoàng nhạn tháng 4. Hàng hoàng nhạn tháng 4 ghép từ khi cây còn nhỏ nhá. Bây giờ cây của nó lên rất là đẹp. Em sẽ bán theo chậu. Mỗi chậu này nó sẽ thường là ghép 2 cây. Chậu 2 cây mà một mẹ một con nhá, một cây to một cây nhỏ em bán 120. Còn những ví dụ hai cây nào nó đều đều nhau như thế này thì em bán ở đâu? Đây, dụ đều đều nhau như thế này em bán là 150. 120 và 150. Đây, hai cây này đều nhau này. Còn cây này nhỏ hẳn thì em bán 120. Hoàng nhạn tháng 4, hàng rừng ghép. Đây, nhạn là xếp luôn, xếp V luôn nhá. Rất là đẹp, dòng nhạn hoa thơm. Và tiếp đến bên đây là những cái chậu DH77. Những cái chậu DH77 đang lên mầm rất là đẹp như thế này. Đấy, cứ 3-4 mầm trong một chậu như thế này. Giảm giá còn 90.000 một chậu thôi. Rất là thơm, loại này rất là thơm. Dòng DH77 rất là thơm. Có 90.000 đồng một chậu DH77 ạ. Và qua bên đây thì em sẽ giới thiệu đến cho mọi người những cái chậu kiều vuông lộc bắc. Đây ạ. Kiều vuông em về 6-70 chậu gì đó, nhưng bây giờ cũng còn tầm khoảng hơn chục chậu thôi. Cây nó vẫn rất là đẹp nhá. Lâu kiều này gần như là thân già cắt đi nhiều lắm, mắt nụ rồi. Có những cái bây giờ mới chuẩn bị bung mắt nụ nhá. Bây giờ mới chuẩn bị bung đấy ạ. Kiều này mà bán Tết thì phải 250 một giò, nhưng hôm nay bán 200.000 một giò. Kiều lộc bắc. Thôi hôm nay bán giảm giá một lần nữa nhá, 190 đi. Em còn gần chục giò xả hàng dọn vườn. 190.000 một giò kiều lộc bắc nhá. Giá chưa bao giờ có luôn. Đây, có tầm khoảng chục giò, hơn chục giò thôi. Cây vẫn to đẹp mà. Nhiều cây đang sưng nụ ấy, có 190 nhá. Chưa lâu kiều nào nhập rẻ rẻ luôn. Kiều vuông ấy, đây là thuộc dòng kiều vuông. Hoa của nó thành chùm đèn lồng rất là đẹp. Phụ nữ lại tiếp tục về cả nhà ơi. Nói chung là phụ nữ nhà em cứ đi và về liên tục nha mọi người nhá. Đấy, hàng đi thì lại hàng tiếp lại về. Và hàng này, tất cả dòng hàng này là dòng vũ nữ, mà không chỉ là nở vào mỗi dịp Tết đâu, mà nó nở quanh năm các bác ạ. Đó là những là dòng vũ nữ mà hoa thơm, những dòng mà chơi hoa rất là phổ biến. Và bao ship cho các bác khi mua từ 3 chậu vũ nữ nhá. Đây chương trình nhà em áp dụng cho các bác khi mua hàng vũ nữ nhà em. Trước mặt mọi người đây là dòng vũ nữ
ngọc nữ hoa thơm, dòng hàng phân nhánh, bụi to nhiều thân. Đây ạ, vừa rồi lên một đợt hoa, tiếp tục đang lên một vài ngồng nữa này. Đấy, không phải là hoàn toàn đều lên ngồng, nhưng mà em thấy lác đác cũng có một số chậu đang lên đợt hoa nữa. Loại này thì chậu to nhiều thân em bán 200.000. Đấy, cái loại ngọc nữ này giá thành nó là một dòng giống, nó cũng khá là đắt đấy. Có những thì nhà vườn người ta chỉ trồng và những cái chậu bé thôi thì đã rơi tầm 160 rồi. Nhưng em lấy loại bầu to thì hơn có 40.000. Thì các bác lấy cái loại này thì nó sẽ được nhiều thân hơn, phải gấp đôi số lượng thân trong chậu nhỏ ấy ạ. Mình cứ chơi loại to đi. Đấy, ba chậu miễn ship. Sang bên đây là vũ nữ mèo cam hay là vũ nữ cam lửa. Hàng hôm nay thì chậu rất là nhiều thân. Nếu như hôm trước chậu ít thân thì ngày hôm nay này, chậu của nó nhiều thân vô kể luôn. Loại này sắp tới là sẽ đẩy lên một đợt nụ nữa nhé các bác nhé. Đây, em không nhập cái loại mà nụ đâu, nên là lác đác chậu nào có nụ thì gọi là may, may mắn thì có nụ, còn nếu không thì để một vài bữa nữa nó lại lên nụ thôi, bởi vì đều những cây trưởng thành rồi. Cam lửa bụi to này cũng 200, ba chậu miễn ship. Sang bên đây là sô cô la hoa thơm. Phải nói sô cô la là cái dòng hàng mà hoa thơm mà nó phân nhánh rất là nhiều. Đây là có những thân ngồng nó dài đến hơn mét này, nó vẫn còn đang tiếp tục phân nhánh đấy. Gửi đi thì thứ nhất là em sẽ gửi cho bác những chậu ngắn, nụ ngắn thôi. Và chậu hôm nay thì em thấy là cũng khá là nhiều cây bụi to. Đấy, đang có nụ này. Cũng có cây không có nụ thì bụi nó nhiều thân đấy các bác nhé. Đấy, hôm nay tiêu chí của em là nhập những cây nhiều nụ, nhiều thân. Nếu mà cây có nụ càng tốt, còn nếu không có nụ thì chậu nó sẽ nhiều thân. Em bán là 200.000 một chậu sô-cô-la hoa thơm, cũng là dòng size to nhé. Tất cả bầu này là mẫu size to ấy ạ. Và vũ nữ thì mua 3 chậu miễn ship. Còn bên đây là vũ nữ nhện nâu. Nhện nâu thì loại này thì là hàng chậu to. Đấy, chậu to lắm. Hàng này thì cây của nó hơi già, bởi vì sao? Nó là những cái cây nhiều năm tuổi. Gần như bây giờ tất cả nhện nâu các nhà vườn xuất thì nó chỉ trồng trong cái cốc bé bé, nó hơn 100.000 ạ. Hơn 100.000 nó chỉ gọi là một cụm ấy thôi này. Đấy các bác nhỉ? Một cụm này là trồng trong chậu bé là đã hơn 100.000 rồi. Nhưng hàng này là hàng bụi. Hàng bụi nha em, thì cứ về các bác tách cho em là 3-4 chậu nhỏ. Hàng này thì mới về là em bán 240 ấy, đang giảm giá còn 220.000 đồng một bụi. Phụ nữ nhện nâu. Đồng này hoa nở quanh năm, khá là đẹp. Đấy, kết hợp cứ 3 chậu mũ nữ thì em miễn ship. Đây là vũ nữ hoàng hậu xanh nhá. Hoàng hậu xanh thì một số cây chuẩn bị đẩy nụ, một số cây thì chưa, nhưng mà sắp đến mùa hoa của nó ạ. Đây là những cái chậu mà hàng 53, 54 của nhà em này. Cây to, nhiều giả hành, ít nhất từ 4 giả hành to trở lên. Có chậu 5 giả hành cơ. Em bán là 160.000 đồng một chậu. Hoàng hậu xanh về 50 chậu, còn tầm 2, 4, 6, 8 chậu, 9 chậu đó hết rồi. Rất là đẹp, chậu nào chậu này cũng rất là đẹp. 160 chậu. Đây là bông sô-cô-la này. Bác ra xem này, bông sô-cô-la. Hàng phân nhánh đẹp chưa? Em có 3 chậu này, 5 cánh trắng HO nhá. Giá 90.000, hôm nay giảm cho 70.000 này. Chậu này có một thân này, cái này cũng như đang lên không biết nụ hay là kỳ này. Một mầm này, cái này thì cũng một thân nhưng mà đang lên hai mầm gốc này. Chậu này chậu số 3 cũng một thân, cái này cũng đang lên kỳ hay là nụ này. Một mầm này, đấy, đồng giá là 70.000 một chậu nhá. 5 cánh trắng HO hay 5 cánh trắng Hiển Oanh nhé. Theo dòng lan rừng nha, lan rừng thì em có những cái hàng theo hàng phần và có cả những hàng kg. Hàng kg này thì em báo giá là 1 cân 1, còn các bác có thể mua mỗi loại nửa cân hoặc mỗi loại ít nhất là từ 50.000 trở lên nhé. Đấy, ít nhất một loại là 50.000 trở lên, còn các bác có thể mua nửa cân 1. Ở trước mặt mọi người đây là một lô nhất điểm hoàng. Cái dòng nhất điểm hoàng này thì hoa rất là bền và hoa nó lại thơm. Tất cả trong tất cả là dòng lan rừng thì loại này hoa của nó giá thành rất là rẻ. Đấy, hôm nay thì về cái lô này rất là tươi nhá, hàng mới về nhưng em sẽ bán cho mọi người với giá gọi là giá siêu rẻ, 90.000 một cân thôi. Một cân được rất là nhiều. Đấy, hoặc các bác có thể lấy một cái phần kia là 40.000 này. Một phần nhất điểm hoàng này là 40.000. Đấy. Thì cứ 90.000 một cân nhá. Bác nào lấy 3 cân, à thôi lấy 2 cân đi. 2 cân em sẽ xả cho bác 80.000 một cân. Đấy, hôm nay xả lô này. Hàng mới về nhưng mà do cái loại này em phải đẩy nhanh số lượng, hàng này người dân hôm nay gửi về nhiều quá. Sang bên đây là hoàng thảo môi tua, hàng chuẩn bị nụ hoa nhá. Chuẩn bị đến thời điểm nụ hoa của hoàng thảo môi tua. Bông hoa cánh sáp màu vàng rất là đẹp, loại này cũng thơm lắm. 130.000 một cân và 50.000 một bó. Tiếp đến là dáng hương đuôi chồn bắc. Cứ lô hàng nào mà có đuôi chồn bắc về là nhà em rất là cháy hàng. Đây ạ, cái mặt hoa của đuôi chồn bắc này. Bông hoa loại này thì cũng khá là lâu tàn các bác nhé. Vòi nó dài rất là siêng hoa. Mặt hoa y hệt như này. Vừa rồi cái cây nó đưa 3 ngồng hoa xong rồi em vài hôm nữa em sẽ cắt cái ngọc đi để dưỡng cây. Đấy. Và hôm nay thì chia sẻ cho mọi người cái lô đuôi chồn bắc, cây về rất là tươi. Có cả cây nhỏ vừa này và cây to thì gần như là không có mấy đâu các bác nhé. Cây to ít lắm. Tại vì cây to thì đa phần nó bị dập dạp nhiều. Đấy, hàng này thì em bán 200.000 một cân. Và 50.000 một bó. Đây ạ.
hàng mới về nhá, tôi còn bó nguyên này. Đây có cái bó này cây nhỉnh to hơn này. Hôm trước có bao nhiêu chồn một khách lấy hết mọi người. Hôm nay lại tiếp tục về thêm chia sẻ cho các bác mỗi người một chút. Chứ hôm trước có khách ôm thì không có, cũng có người chưa được mua chồn. Tiếp đến bên đây là hoàng thảo ý ngọc, hoa năm cái trắng họng tím rất là đẹp, hàng mầm gốc lên tua tủa luôn, rất là đẹp luôn. Vậy là em bán 170.000 1 kg, mầm lên đẹp lắm nhá, cái lô mới về đấy ạ. Còn em có cái ít hàng là hàng cũ này, hàng cũ này thì cây nó hơi khô, em bán 120 một cân. Mùa này cây khô không có ảnh hưởng gì nhá, chỉ sợ cây ướt thì đi nó hơi sợ nó thối thôi. Tiếp theo là đai châu rừng nhá. Hôm nay có một khách hàng hỏi đai châu rừng đây. Cân cho khách 3 cây, toàn cây to đùng, khách chê là cây héo. Em không biết là mọi người cái tiêu chí của mọi người cây tươi như thế nào, mà cây này mà khách chê héo thì em cũng không chịu đấy. Đấy, lô châu rừng thành khai thác, cây của nó rất là đẹp, nó to. Hàng này là hàng lan rừng nhá, chuẩn rừng luôn đấy, không có qua phân thuốc gì đâu. Em bán 250.000 một cân và 50.000 bó. Còn hàng Thái này hàng là hàng bóc chậu. Những cái cây này bóc chậu ra thì giá thành nó cũng rẻ hơn, 49.000 một lạng. Hàng Thái nhá, không lỗi lá tí nào. Còn cái hàng lỗi lá thì hàng rất là rẻ, em lấy cái hàng không lỗi. Bởi vì riêng hàng Thái này nó chuẩn chỉnh về hoa, à về lá đấy, cây nó đẹp. Nhiều cây thân tía đỏ, nhiều cây thân xanh, nói chung là đủ các màu. Tiếp theo bên đây đó chính là kiều vàng. Đây kiều vàng em có cả hai cái rễ to này. Bác là thích rễ to, cây cao thì lấy cái sang cái loại này. Đấy. Rồi các bác muốn lấy cái hàng thân lùn lùn thì lấy ở đây. Bông hoa kiều vàng cũng rất là đẹp, 200.000 một cân và 50.000 bó. Và tiếp theo sang đây để em sẽ lên cho mọi người mấy cái hàng phần nhé, hàng phần hình. Em quay nhanh này. Mã 2 là một phần nhất điểm hoàng 40.000. Mã M3 cũng là một phần nhất điểm hoàng cũng 40.000 được một đống luôn, về ghép được 2 chậu. Mã M4 cũng 40.000. Mã M5. M5 lên cho bác một phần gà tròn Tây Bắc 90.000. Toàn thân tơ, nhiều mầm tơ lắm. Mã M6 cũng là gà tròn Tây Bắc cũng 90.000. Có 3 phần gà 90.000 nhá, mỗi phần đều 90.000 một lô. Mã M7 cũng 90.000. Cứ 90.000 được một giỏ gà. Mã M8 là combo một bó kiều vàng 100.000 đang sưng nụ. Mã M8 thân dài. Mã M9 là một bó kiều vàng thân lùn 50.000. Thân lùn bằng một nửa cái bó kia nhá. Mã M10 lên cho bác một cái kiều vàng, đây là nguyên rề. Rề này thì cũng có cây còn lá, có cây ít lá, em bán 101. Đây cái cây này thân tơ chưa hoa tí nào này. 101 cái rề này, nguyên rề. Cũng to đấy. Mã M11 là một bó kiều vàng thân dài 100.000. Mã M12 là một lô chồn cây vừa vừa 60.000, cái này cũng phải gần chục cây. Mã M14 cũng là chồn hai cây to 101 này, vừa rồi cái vòi của nó này, thì cái vòi của chồn này một cũng phải hai gần 3 gang. Hai cây to này là 101 này, mã M14. Đây là những cái cây, những cái hàng mà theo hàng hình nhá. Còn hàng kg thì các bác thích lấy cái hàng nào thì các bác báo em. Có một cái rề hạt vĩ Tây Bắc này, hàng siêu dài luôn. Năm ngoái thân dài 1 mét, hoa dài 1 mét. Cái rề này nhá, mầm gốc không bị hỏng một cái ngọn nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái mầm gốc. Năm nay các bác hình dung là 9 cái mầm gốc này nó mà dài đến hàng mét như thế này thì các bác thấy hoa nó chất lượng nguyên rề nhá, về ghép rất là dễ nhá, lá mít luôn. Đấy, 9 cái mầm gốc này em bán là 170.000. Cái này mã H1. Tiếp theo có một ít cái phần lan rừng thanh lý ở đây. Ở đây có một cái combo hạc vĩ này. Một bó hạc vĩ này em bán 100.000. Cái bó này nhiều mầm lắm. Bó này nhớ hôm qua bán 120 phải. Này bán 100.000. Một bó hạc vĩ nhiều mầm. Đây, mầm đang lên nhỏ. Đợt này mầm giữ được ấy, chứ nhiều khi mầm, nhiều lô mầm về nó hay bị nát xấu lắm. Có mấy cái hàng hình nhá. Hàng hình này gọi là hình A13 là một cái giò hạt ở giò Hawaii 5 thân 90.000, giả hạt Hawaii. A9 một giò đen đen rô xuân không rõ hoa 140. A7 một giò đen rô xuân 150.000. A5 một giò đen rô xuân 160.000. Ủa giò này to bự lắm mà bãi không ai chốt. Giò này năm ngoái bán 250 đấy. Hôm nay bán 160, gọi là bán xả luôn đấy. Không biết là bao nhiêu thân, cái này phải 15 đến 20 thân.
phải 15-20 thân cho một chậu này đấy, không phải ít đâu. Đến là dòng chớp bịp đột biến nhá. Dòng chớp bịp này là một cái dòng đen rô nắng rất là sai hoa. Hoa của nó cánh chớp vàng và hoa tím đỏ. Loại này thì dòng này cũng là một cái dòng hoàng đen rô VIP mà rất là nhiều khách hàng săn đón, giờ nó cũng rẻ thành nó cũng rẻ hơn nhiều. Em lên cho mọi người theo từng mã như sau. Đây là mã B7 này. Một mã chớp bịp 220.000. Chỗ này 4 thân. 4 mâm. Cao dài 220.000 bệ mã B7 này. Mã B4 này, chỗ này thì thấp hơn 180.000. Chỗ này thì cây đứng ngọn rồi nhá. Chỗ kia thì có cây nó vẫn đi ngọn này. Cây 180 và cái cây 220 nó khác nhau này. Mã B3 này, 200.000 này. Cây này đang nhú nụ nhá. Cây này đang nhú nụ này. 200.000 mã B3 chớp bịp đột biến. Em đính kèm bán hoa trên màn hình cho các bác xem nhá. Mã B13 chớp bịp 200.000. Đây 3 thân này. 3 thân này 200.000 này. Mã B13 chớp bịp. Mã B14 chớp bịp 210.000 đồng. Chỗ này đang đi ngọn, 3 thân. Một thân đứng ngọn, một thân đi ngọn. 210.000 đồng thôi ạ. B5 chớp bịp 190.000. Cái này một thân đứng ngọn đang nhú và một thân đi ngọn này. Mã B10 chớp bịp 200.000. 200.000. Đấy ạ, có duy nhất 7 chậu chớp bịp thôi. Và hàng này thì em bao test chuẩn hoa cho mọi người luôn. Hôm vừa rồi thì có một vài chậu nó có mặt hoa nhưng mà khách đã chốt hết rồi, nhưng mà đảm bảo trong cái lô hàng này chuẩn giống nhá. Dendro Xuân dòng này là dòng có mặt hoa nhá. Em bán hàng Dendro Xuân sổ số thì nó rẻ, nó tầm 160-170 giò thôi. Nhưng hàng có mặt hoa này thì vừa rồi đây là cái loại mà em nhập hàng hoa hơn 200 đấy. Hôm nay em xả cho mọi người này. A19 là một chậu 130.000. 5 thân, trong đó có một cái thân này vẫn thân tơ chưa ra hoa nào này, mầm gốc lên nhiều chưa? 130.000, chậu cây dài như thế này. Tiếp theo nữa là A20 90.000. Cây này cây tím chớp 2, 4, 6 thân đang lên mầm gốc nhỏ nhỏ nữa này. Có 90.000, rẻ hơn cả giá nhập. Đấy, xả hàng nó thế. A21 100.000, chỗ này cũng nhiều thân này. Mầm gốc lên rất là nhiều. Chỗ này thì bỏ mất bầu nhá, về các bác nhớ là cắt tỉa cho em sạch sẽ dễ đi, ngâm kích dễ nhá. Mầm gốc nó lên tua tủa luôn, chỗ này bán 100.000 này. 2, 4, 5 thân. Mã D, mã này là mã D12 à. Đây. Hôm trước cái chậu bé bé này bán 150 đấy. Đây hôm nay xả nốt cho 90.000 này. Chậu này cũng là hình như cây tím chớp thì phải. Hai. Mầm gốc thì nhiều, 90.000. Và có một chậu là Dendro 5 cánh trắng mắt hồng. Dendro 5 cánh trắng mắt hồng. Chậu này là 140. Bán 140. Và tiếp theo đây thì em xin phép giới thiệu cho mọi người một lô sơn thủy tiên để các bác chơi tác phẩm nhé. Bình thường thì em về cái loại nó cũng vừa vừa tiền thôi. Thì cái đấy thì nó phục vụ cho tất cả các anh chị em trên toàn quốc là chơi. Thì cái giò thông thường, ví dụ như những giò này, những giò kiểu này là hôm vừa rồi này em bán 200. Nhưng bởi vì về một lô hàng mới đẹp như thế này thì em sẽ đang giảm giá cho các bác. Lô hàng này chỉ còn 160.000. Đấy, cái lô này là em xả cho các bác giá rất là rẻ nhá. Cây nó đẹp, nó không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, hàng này thì đang bán đồng giá là 160.000. Bởi vì về cái lô mới, nên là hôm nay thì cái lô mới về này, cái lô hàng để các bác chơi tác phẩm, để cho mọi người so sánh cái sự khác nhau giữa hai cái lô này. Thì em sẽ để cho mọi người một cái chậu này là chậu nhựa đen. Và đây, đây là một chậu nan nhựa. Đấy, mọi người nhìn nhé. Ít nhất là cái số lượng thân trong một chậu nó có thể là gấp đôi, gấp ba. Và thứ hai, cái củ dạ hành của nó này cũng to mập hơn rất là nhiều nhé. Đấy các bác nhé. Đấy, chắc chắn là số lượng thân nó phải gấp đôi rồi. Còn đâu là chưa kể là số lượng giả hành trong một chậu nó cũng lại khác nữa. Và mầm tơ của loại này nó rất là lực. Đấy, chính vì thế là những cái hàng này em nghĩ là các bác về nên sang chậu. Bởi vì riêng sơn thủy tiên này thuần nó cũng đã rất là to, nó tràn hết cái chậu này rồi nhá. Về các bác cũng nên sang chậu to như cái chậu nan nhựa này. Phi to hơn thì nó cũng sẽ phát triển to lớn như cỡ này. Đấy, hàng to này thì em sẽ chia theo hình. Còn hàng này thì em sẽ bán đồng giá là 160. Đấy, lô này chưa bao giờ sơn thủy tiên giá rẻ như thế đâu. Bởi vì bây giờ các bác mua hàng cân nó cũng rất là hiếm. Sơn thủy tiên hoa màu vàng và thơm lắm nhá. Đây ạ, em sẽ lên cho mọi người lần lượt từng chậu này.
Mã này mã S1 Sơn Thủy Tiên này, là một chậu nan nhựa này. Hàng này thân thủ to chưa? To lắm, rất là đẹp này. Những cái mầm này năm nay nó sẽ lên rất là chơi, nó rất là thích này. Đấy. À, chậu đầu tiên S1 Sơn Thủy Tiên. Không biết bán bao nhiêu tiền bởi vì cái lô này nhập nó cũng nhỉnh giá hơn đấy. Rồi, chậu đầu tiên này em bán với giá là 230.000 nhá. Chậu Sơn Thủy Tiên S1 này. Mã Sơn Thủy Tiên S2, mã này rất là nhiều thân tơ. Cực kỳ là nhiều thân tơ này, kể cả cái thân non này mới lên mà đã nụ đã sưng sưng rồi, đẹp lắm. Chậu S2 rất là to bự nhá. Chậu S2 Sơn Thủy Tiên em bán là 260.000. S2 Sơn Thủy Tiên. Chậu S3 Sơn Thủy Tiên, chậu này thì to bự hơn này. Đây. Cái loại này lại 160 nhá. Và cái loại này các bác so sánh này nó gấp đôi chưa? Đấy, gấp đôi hơn, to thân, to mập hơn. Đây. Thân này đã tạo nụ rồi này. Đấy. Chậu S3 Sơn Thủy Tiên nhá. Chậu này 290.000. To bự luôn. Về các bác làm đi móc treo ở đây, hàng này là hàng toàn bán tác phẩm rồi, hàng Tết ấy. Hàng này là khách người ta ghép đã ghép vào trong cái chậu nan nhựa, là đa phần là bán cái hàng tác phẩm. S3 Sơn Thủy Tiên là 290.000. Mà S4 Sơn Thủy Tiên này, chậu này cũng rất là siêu to đùng luôn, chậu này to nhất. Chắc là cũng phải là chậu to nhất trong cái lô đấy. Đẹp lắm, to lắm. Thân đã đành rất là cứng, rất là to. Chậu S4 Sơn Thủy Tiên 320.000. Chậu S4 Sơn Thủy Tiên 320. Chậu S5 Sơn Thủy Tiên. Em lên 10 chậu rồi nhá. S5 Sơn Thủy Tiên này, rất là nhiều mầm tơ. $280.000. Chậu S6 Sơn Thủy Tiên. Đẹp chưa? Chậu S6 260.000. Rất là nhiều mầm, to đùng. Chậu S7 Sơn Thủy Tiên, chậu này thì bé hơn một tí. Chậu này bé này. Chậu này chỉ bán thôi 210.000 thôi. Chậu này rõ ràng nan nhựa nhưng mà đấy, nhập trong lô kèm nhiều cái lô, những cái chậu nhỏ em phải bán rẻ hơn cả giá nhập luôn. Tại sao em phải chia hình như thế? Bởi vì nếu mà bán đồng giá thì những cái chậu nhỏ thì các bác thiệt, mà chậu to thì sau này em bán hết chậu to mà đến chậu nhỏ lại khó bán. Đây là mã S7 200 vừa rồi là 200 mấy rồi? 210. Mã S8 Sơn Thủy Tiên này cũng là một chậu to này. Rất là đẹp, to đùng luôn. Ủi hàng này đến cuối năm nó to phải chắc bằng cái cổ tay mất. Bây giờ đã thế này rồi, bây giờ còn phát triển đến cuối năm còn nhiều lắm. 290.000. Mã S8 290. Mã S9 này. Thân rất là nù, rất là mập. 270.000. Tiếp theo là trầm cổ ạ. Sáng nay em vừa quay cho mọi người một lô trầm cổ rất là nhiều không? Bây giờ em chỉ còn đây, duy nhất ở chỗ này là 2, 4, 6 chậu trầm cổ thôi. Sau lô hàng này nhá, các bác cũng đợi cho em một thời gian nữa thì mới có trầm nhá. Em đang liên hệ nhà vườn, vì cái vườn vừa rồi em nhập cái vườn này nhiều mầm nó đã hết rồi đấy ạ. Đấy, 6 chậu này cho bác nào nhanh tay nhất nhá. Chậu nào chậu này cũng rất là nhiều mầm. Trầm cổ là một cái dòng trầm xưa hoa tím đậm và rất là thơm, nhiều mầm lắm nhá. Không có chậu nào xấu trong cái lô này cả. Đấy, mầm lên nhiều chưa? Em bán đồng giá chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi. Và cái này này cứ mua 3 chậu. Đây còn 2 combo, bác nào lấy combo 3 chậu 450 là miễn ship. Trầm cổ bán theo thân đấy ạ. Hoa tím đậm đẹp lắm. Có 3 cái giò đen đỗ Úc thanh lý đây. Mã này là mã A2, một giò đen đỗ Úc 130.000. Hàng chậu nan nhựa này là hàng toàn hàng 200 của em ấy. Thanh lý. Giò này cũng to này, A4 này, mọc cả ki trên thân luôn. Cũng 130.000. Nhiều thân chưa? Đen rũ mắt đen, sai hoa. Và giò A3 này, giò này 90.000 thôi. Thôi giò này bắn 70.000. Giò này trông nhìn nó cũng ít thân thôi. 70.000 cái giò này. Giò này A3 90.000 giảm còn 70.000 nữa. Về làm giống. Đen rũ mắt đen. Tiếp đến là Vanda thì em chỉ có hai loại Vanda hiện tại đang khá là cháy hàng. Đó chính là Vanda hai mặt hoa
và màn hoa như trên màn hình mọi người thấy nó sai hoa, nó đẹp, bông lại to. Dạo này thì 150 một chậu, chậu nào cũng đang có nụ nhá, cây lá xếp hết. Còn lại bên đây là Vanda màu tím đậm, đây cái bông hoa tím đậm vừa nở này. Cái bông hoa này nó tàn rồi, nhưng mà Vanda nó nở quanh năm các bạn, nên là có thể là tàn bông này nó sẽ lên một cái bông khác liên tục. Em còn hai cây, cây thứ nhất là cây này, cây nhỏ này. Đây so sánh cho các bác này, hai cây này. Cây nhỏ và cây to, cây nhỏ này thì em bán 120 thôi. Cây to hơn thì em bán 150. Đây, cây nhỏ nó cao tầm 2 gang, còn cây to nó cao 1-3 gang tay. Đấy, bông hoa tím đậm chuẩn hoa nhá, lá xếp hết. Đấy còn 120 và 150 còn hai cây này em bán nốt. Lan cát nhé thì em vẫn có chương trình là miễn phí ship khi các bác mua 3 chậu cát bất kỳ trở lên nhá. Cát thì có đầy đủ tất cả rất là nhiều màu sắc khác nhau và có mặt hoa chuẩn em đính kèm ở trên màn hình. Mọi người khi đặt lan cát đọc đúng tên mã bên em sẽ chốt cho mọi người. Và tất cả những loại này khi gửi đi em sẽ ghi tên cho mọi người vào bầu để các bác về phân biệt rõ hơn này. Lan cát nếu mà các bác chăm đạt ấy thì nó sẽ nở quanh năm và sẽ chơi được liên tục luôn. Dòng cát thì nở hoa rất là đẹp. Dòng cát đại thì bông to, còn dòng cát hai lá thì bông chùm, loại nào cũng rất là xinh. Em có cả cát đại và cát hai lá nhé các bác nhé. Và hôm nay thì cát lại về tiếp tục về và liên tục giới thiệu cho mọi người những cái màu lan cát mới nhé. Đó, và tất cả những lan cát này khi gửi đi thì em sẽ đính kèm cho mọi người thêm một cái tờ hướng dẫn kích lan cát để mọi người chăm cát đạt hiệu quả cao nhất nhé. Rồi ạ. Và hôm nay thì đây ạ, rất là nhiều mặt hàng lan cát mới về thì em sẽ đi luôn vào từng mặt hàng, từng màu mã để các bác dễ dàng lựa chọn hơn. Nhớ là mua 3 chậu lan cát bên em có chương trình ưu đãi miễn phí ship. Còn nếu mà mua 2 và 1 thì các bác vui lòng trả thêm cho em tiền phí ship cho bên vận chuyển nhá. 7 sắc cầu vồng. Đấy mọi người nhá, đọc tên cho em là tên cát gì nhá. 7 sắc cầu vồng này. Đợt này khá nhiều cây đang chuẩn bị mèo. Dòng này là cát một lá và bông đại các bác nhá. 7 sắc cầu vồng là hàng hot đấy ạ. Một cái mặt hàng hot của dòng cát mà em bán cực kỳ là chiều chạy hàng. Em bán 130.000 đồng một chậu thôi. Đấy, cát 7 sắc cầu vồng ngày đầu tiên em bán chậu lan cát 7 sắc cầu vồng ấy, nhập của một cái vườn mà chậu y hệt số lượng thân như vậy mà 200.000 ấy, không phải rẻ đâu. Loại này hôm nay có 130, giờ nhập được cái vườn. Vườn nó rẻ hơn rồi, khôn hơn rồi, tìm được vườn nó rẻ hơn. Tiếp theo là cát 3 lưỡi vàng 3 lưỡi đỏ. Loại này thì bụi rất là to, rất là nhiều thân. 3 cánh vàng, 3 cánh đỏ nhá. Đấy, dòng này còn 3 chậu thôi ạ. Và giá em bán là 160.000 đồng một chậu. 3 vàng, 3 đỏ. Tiếp theo bên đây đó chính là mã cam chớp. Màu cam chớp này thì thực sự là cực kỳ là VIP. Bông hoa đẹp lắm ạ. Cam chớp này, 130.000 đồng một chậu nhá. Cam chớp. Em show cho mọi người cái mặt hoa của các bác thì các bác sẽ thấy là cái mặt hoa cực kỳ là đẹp. Bông cũng là dòng bông chung to ấy. Và bông của nó là màu cam lửa đậm đà với cái chớp viền màu đỏ. 130.000. Tiếp theo là màu vàng chùm. Vàng chùm thì còn duy nhất hai bụi. Bụi nào cũng rất là to nhá. Này, bụi này cũng to. Nói chung là hàng này hàng cắt hai lá hoa chùm. Loại này vừa rồi nở hoa nhiều quá nên là các bác về làm giống nhá. Chậu này là 130.000 một chậu. Vàng chùm có hai chậu, to có tính có 130 thôi. Tiếp đến đó chính là vua cương sơn, còn duy nhất một chậu này, rất là to đùng luôn. 130.000 dòng vua cương sơn, bình thường cái loại này nhá. Vua cương sơn bình thường thì cây của nó bé xíu thôi. Chậu này nó thuộc dòng nhiều thân đấy, 130.000, còn một chậu cuối cùng. Tiếp theo là màu hồng, hồng đại. Đấy mọi người có thể nhìn cái mặt hoa trên màn hình, cái bông hoa của nó là màu hồng phấn đấy, màu hồng phấn, cái này gọi là hồng phấn. Tiếp theo là mã hồng phấn này, chậu cũng nhiều thân, 130.000 đồng một chậu hồng phấn. Tiếp đến nữa đó chính là màu hồng Anna. Dòng này hoa của nó chùm, hoa chùm đẹp. Hồng Anna cũng 130.000 đồng một chậu. Tiếp đến là màu cam chùm. Đây cam chùm rất là nhiều thân, dòng hai lá là hoa chùm nhá các bác nhá. Loại này cũng 130.000 đồng một chậu cam chùm. Tiếp theo là cát bảo nghi. Dòng bảo nghi thuộc trong những cái dòng mà hoa của nó là dòng đổi màu nhá, dòng hoa đổi màu. Loại này 150.000 đồng một chậu nhá. Dòng này em nhập nó cao tiền hơn một chút. Bảo nghi này, hoa đẹp lắm. Bông to, dòng gắt một lá bông to. Bảo nghi. Dòng này bán hot, chạy hàng còn 6 chậu thôi. Một số màu mới khi mới về đây này. Hôm nay thì có về cái loại kim cương xanh. Kim cương xanh thì em có loại size to là 220. Nhưng cái loại size nhỏ này, đối với những bác vừa tiền thì các bác lấy loại size nhỏ ấy thôi. Đấy, loại này thì ít thân hơn một chút, nhưng mà hoa của nó thì rất là đẹp. Đấy, loại kim cương xanh loại nhỏ này thêm bán là 130.000 đồng một chậu nhá. 130.000 đồng một chậu.
Đấy, hàng rất là đẹp, một số cây còn đang có mèo nụ này. Tiếp theo đó chính là màu đỏ mắt mèo. Đỏ mắt mèo, màu đỏ mắt mèo đây. Cây, tình trạng cây này, lá rất là đẹp này. Mà loại này thì bông của nó siêu đẹp nha mọi người nhá. Bông rất là rực rỡ luôn, màu đỏ ấy, với hai cái mắt rất là xinh. Loại này em bán là 130.000 một chậu đỏ mắt mèo. Đây là cái cát CM White, nó là dòng hoa màu trắng họng vàng ạ. Đây ạ, cây CM White hôm nay về này, bụi lùm đẹp chưa? Rất là nhiều thân. Loại này thì em xin phép bán là 130.000 đồng một chậu. Bông hoa của nó là dòng bông đại, bông to ấy ạ. Đấy, màu trắng họng vàng rất là đẹp, CM White. Tiếp theo đó chính là màu vàng. Vàng này gọi là vàng, vàng bông tròn, bông, vàng mít nhá. Tại sao gọi là vàng mít? Bởi vì cái bông hoa của nó cánh tròn màu rất là đẹp. Đấy, này, cây của nó nhiều thân chưa? Loại vàng mít này cũng nhiều thân này. Hiện tại thì em thấy là cũng một số cây đang có mèo. Vàng mít này thì em bán cũng 130.000 đồng một chậu nhá. Mua 3 chậu miễn ship. Tiếp đến đó chính là red đỏ ạ. Bông hoa red đỏ dòng này thì thuộc tốt dòng sai hoa, cực kỳ là siêng hoa này. Bụi cũng nhiều thân nhá, cây mướt mần mượt luôn. Bông hoa red đỏ rất là đẹp. Loại này giá là 130.000 đồng một chậu nhá. Red đỏ sai hoa, loại này cắt đại một lá. Đây bông red đỏ. Và có một loại nữa đó chính là đỏ zin zin. Cái đỏ zin zin này, cái này là dòng hoa chùm nhá. Cái đỏ zin zin này là hoa chùm và chậu của nó này, rất là nhiều cây. Đỏ zin zin, chậu nhiều thân. Loại này cũng 130.000 đồng một chậu. Mua 3 chậu miễn ship ạ. 130.000. Đỏ zin zin. Là cát Taiwan Gold. Đấy, ai biết chơi cát thì dòng Taiwan Gold này quá là nó nổi tiếng rồi. Dòng này một chậu này cũng là chậu size to, nhưng mà nó để nói mà to nhiều thân bằng những chậu khác thì nó sẽ không bằng. Taiwan Gold này là 220.000 đồng một chậu. Hoa rất là đẹp, màu vàng, họng đỏ và cánh chớp chớp đỏ đấy ạ. Hoa đặc sắc, 220.000 đồng một chậu, mua 3 chậu miễn ship. Tiếp đến là Azura, Siam Azura. Cái bông hoa thì không thể nào miêu tả được độ đẹp của nó, nên em có đính kèm cho mọi người mặt hoa trên màn hình. Bụi của nó to nhá, vừa to vừa cao các bác này. Vừa to vừa cao cái Azura này, vừa to vừa cao, nhiều thân nữa. Em bán 230.000. 230 một chậu Azura nhá. Không biết 220, 230, cái này em sẽ xem lại bảng giá nhá. 230.000 tại vì chậu to. Tí em xem lại. Tiếp đến là cát trắng lưỡi tím. Đây ạ, bụi trắng lưỡi tím, dòng này hoa thơm, bụi to nhiều thân. Dòng này thân lùn lùn thôi. 230.000. Cát trắng lưỡi tím. Hắc tùng đỏ siêu nổi tiếng, hoa của nó màu đỏ đậm. Nhà em là về size to, chứ còn thị trường bán toàn chậu bé xíu thôi. Chậu bé tí thì tí đấy ạ. Chậu chỉ có vài thân này đã rơi tầm 150 rồi. Hắc tùng nó đắt mà. Em bảo về chậu bự nhá, nhiều thân nhá. Lô này về nhiều thoải mái lựa chọn. 220.000 đồng một chậu hắc tùng đỏ. Chớp ngọc 3 màu, dòng hoa thơm, hoa trắng lưỡi tím này, dòng hoa thơm này, hoa trắng này, viền chớp tím này. Loại này em bán là 200.000 đồng một chậu. Chớp ngọc 3 màu. Kim cương xanh, bụi siêu to đùng. Này, bụi cũng là bụi to này. Kim cương xanh, bụi to lắm mọi người nhá. Kim cương xanh, bông của nó là màu xanh cốm, màu xanh rất là đẹp, màu xanh rất là mát mắt. Bụi to 220.000 đồng một chậu. Em có hai cái chậu này là cát nó bị lẫn màu này. Em bán 160 đấy. Loại xe to này đang bán 200 nhưng mà nó lẫn màu. Màu này nhà vườn báo là màu vàng, nhưng không biết là nó có họng gì không, thì em bán cho mọi người với giá 160 nhé, bằng size chậu bé nhé. Tiếp đến nữa đó chính là tú cầu đỏ. Một chậu tú cầu đỏ nhiều thân như thế này em bán là 200.000 đồng một chậu nhé. Dòng này cắt đỏ hoa chùm, 200.000 đồng một chậu. Và trên đây là rất là nhiều những mặt hàng lan cát trong phiên ngày hôm nay. Và ngày mai cũng hứa hẹn về thêm những cái mặt hàng lan cát khác. Thì các bác theo dõi hộ em video mới nhé, để cập nhật những cái mặt hàng mới nhất của nhà em ạ. Họng hồng thì em có cả về cả 5 cái trắng họng tím ạ. Cái 5 cái trắng họng tím này thường thì nó sẽ còn hiếm hơn là cái họng hồng nhé. Năm ngoái gần như em bán được 1-2 lô họng tím này. Có đâu không có cái 5 cái trắng họng tím này. Bông to, rất là thơm. 5 cái trắng họng tím ạ. Đấy ạ, một chậu trung bình nó rơi tầm 4-5-6 thân. Đấy, chậu nào mà nhiều thân, ít thân thì nó dài dài như thế này. Nhiều thân thì nó ngắn hơn chút. Em cố gắng là em sẽ nhặt cho bác những chậu đẹp. Đấy, một chậu 5 cái trắng họng tím này thì em bán là 130.000 đồng một chậu.
Bác nào mua hai chậu họng tím thì em cũng tính là 250.000 một cặp nhé. Bác nào nhặt trước thì em sẽ nhặt cho bác chậu nhiều thân trước này. 130 một chậu thôi. Bảo đảm cho mọi người là cái lô này giá rẻ đẹp. Có một cái lô kiều vua mỡ gà, hàng này hàng của Thái Lan nhé. Bên Thái người ta lai tạo những cái bông kiều rất là đẹp. Bây giờ cái lô này em thấy là đang nứt nụ rất là nhiều này. Ôi, cái này là đây này. Các bác nhìn này, nụ hoa đang nứt ra rất là nhiều rồi nhá. Đây thân tơ ấy. Đấy, hàng kiều mỡ gà thì bây giờ nó cũng hiếm hơn rồi. Một chậu này thì nó sẽ có cả thân tơ, thân già. Thân già là những cái thân mà năm ngoái ra hoa. Còn thân tơ nữa. Đấy. Và em bán một chậu kiều mỡ gà này với giá là 150.000 đồng một chậu nhá. 150 một chậu kiều mỡ gà nhá. Lại về thêm chồn trắng mọi người nhé. Đây có lẽ là cái lô chồn trắng cuối cùng em lấy. Tại vì sao? Bởi vì vừa rồi nó ra hoa ấy, thì nó chuẩn hoa. Nhiều bác thích hàng chuẩn hoa hơn. Đấy ạ. Ra hoa tàn hoa nhưng vẫn còn cuống các bác nhé. Nên các bác yên tâm là lô này là trắng 100% này. Đây bông hoa của nó này vẫn còn sót lại cái bông hoa màu trắng tinh. Đấy. Cây chồn lá xếp rất là đẹp. Lô này chỉ có 15 cây nhé. Duy nhất 15 cây cuối cùng là em hết hàng vừa mới về đấy ạ. Chồn trắng này em bán là 140 một cây. Một chậu một cây như thế này là 140. Riêng chồn này là hoa chuẩn, hàng trắng, bông trắng tinh đột biến luôn ấy. Chứ bình thường nó sẽ là màu trắng tím các bạn. Chồn trắng, cây nào cũng có cuống hoa trên thân, đảm bảo mặt hoa. Bông hoa rồi. Trắng tinh, tàn hoa rồi. Xả hàng chầu bà đế vương nhá. Đây là những cái cây tiểu cảnh phong thủy rất là đẹp này. Phù hợp các bác nào thích chơi phong thủy này. Loại này em sầm giả hàng 50.000 đồng một chậu. Giá cũ 90.000 đấy. Nay xả cho mọi người 50.000. Em có ít em xả dọn chỗ nhé. Dọn chỗ để hoa lan nhé. Đợt rồi em nhập cái loại này về nhưng mà không có thời gian đẩy đi ấy. Cây nó vẫn đẹp nhá, không phải xấu mà em xả hàng đâu. Hôm rồi có khách lấy tận 20 chậu rồi của nhà em ấy ạ. Về chơi, nhận hàng ưng ý lắm. Chương trình xả hàng chưa bao giờ có nhá. Đây là dòng Dendro tím đậm ạ. Đấy mọi người nhớ cái lô Dendro tím đậm này hồi đầu về là bao tiền không? 120 một chậu nhá. Hôm nay em có 20 chậu này sẽ xả cho mọi người giá gốc 80. Mà không phải giá gốc, để giá gốc còn cộng được cả tiền phí vận chuyển các thứ là nhiều nhiều vấn đề lắm các bạn. Bây giờ xả cho mọi người dưới giá 80.000 một chậu như thế này là quá rẻ. 80.000 một chậu nhá, Dendro tím đậm. Hôm nay còn 20 chậu này. Giá cũ là 120. Hôm nay xả cho 18.000. Hàng này đầy ki đầy thân chưa? Em đính kèm cho mọi người mặt hoa trên màn hình mọi người ngắm cho em. Lô thì vẫn là bao xanh bao mướt nhưng mà giá hôm nay thì giá rất là rẻ. Rất là rẻ, có 20 chậu thôi ạ. Treo lên trên đây, hàng về nhiều loại quá. Thiên cung Lữ Bố vẫn là những cái chậu mà rất là nhiều thân, nhiều ki. Đấy, hàng chậu các bác mua rồi rẻ hơn hay là hàng bảng. Hàng bảng vừa rồi bán cái bảng là 240 ấy mà chưa chắc số lượng mầm đã như thế này đâu. Hôm nay một chậu Thiên cung Lữ Bố này em bán có 160.000 thôi. Hạc vĩ Thiên cung Lữ Bố nhé, dòng này là dòng thân thòng. Thì các bác có thể ghép chậu như này cũng được, khoảng ghép lên dớn, ghép thòng xuống. Đây, sau này thân nó còn dài đến hàng mét như này, mét cơ. Giờ nó vẫn đang thời điểm này mà đã dài, nhiều thân đã dài như này rồi. Ghép thòng xuống cho nó đỡ bị gập gốc nhá. Bây giờ cây của nó mới lên nhú nhú như này thì em cứ để cho này thôi. Có 160.000 một chậu đầy ki mọi người ạ. Hoa rất là đậm, rất là đẹp. Để em lên cho mọi người hồ điệp ạ. Ngoài băng băng 38.000 thì tất cả những dòng hồ điệp khác, hàng cốc 2.8 này em sẽ bán với giá chỉ có 35.000 đồng một cốc thôi ạ. Và tất cả đều là phân màu hoa nhé. Đây là màu tím chấm này, dòng tím chấm này hoa của nó, dòng mini phân nhánh rất là đẹp. Tím chấm một cốc như vậy em bán với giá là 35.000 đồng một cốc. Sang bên đây là chim ba màu, dòng này thì nổi tiếng là bèn hoa. Đây ạ, chim ba màu 35.000 đồng một cốc, mua 10 cốc miễn ship. Tiếp đến là màu xanh bơ. Đây ạ, xanh bơ. Xanh bơ là thuộc dòng bông đại các bác nhá. Tết năm ngoái em ghép những cái chậu xanh bơ hàng hoa đại cho khách hàng rất là cháy hàng. Đấy. 35.000 đồng một cốc. Vàng chanh vẫn là cái màu rất là phổ biến ạ, cũng 35.000. Hồng đại ạ, hồ điệp hồng đại. Dòng này cây to nhất trong tất cả các dòng hiện tại. Loại hồng đại này bông của nó bông đại và cây của nó cũng rất là to, 35.000 đồng một cốc ạ. Và cuối cùng là trắng V3, một cái màu trắng tinh khôi, một màu trắng mút. Trắng V3 là dòng hoa đại nhá, cũng 35.000. Đấy, mua 10 cốc hồ điệp bên em sẽ miễn phí ship vận chuyển. Tiếp đến là những giò giang hương tam bảo sắc hoa vàng nhá. Đây cái mặt hoa của nó này. Vừa sổ ra cái bông hoa này, bông hoa rất là to và bông hoa giống hoàng nhạn cho mọi người. Thơm lắm mọi người ạ. Để nói mà loại thơm thì đúng là dòng giáng hương là những cái dòng hoa thơm nhất. Giáng hương tam bảo sắc hoa vàng.
Đây là những cái giò này là những cái giò ghép thuần rồi nhá. Thi thoảng một số cây vẫn còn nụ, một số cây thì nó chưa đâm nụ các bác ạ. Bởi vì dòng Gia Lai này thì nó nên nụ muộn hơn. Đấy, một bảng hôm nay cũng khá là nhiều cây. Xếp thành một bảng như này em bán là 180.000 đồng một giò nhá. Rất là nhiều cây ạ. Đợt này cây nó to hơn, nhỉnh hơn, 180k. Tiếp đến dòng Đai Châu nhá. Dòng Đai Châu nhà em hiện tại thì có những màu hàng phân màu hoa. Và hôm nay thì có những màu như sau. Đầu tiên đó chính là màu trắng. Trắng này là hàng lá ngắn nhá. Hàng lá ngắn, lá mít khá là đẹp. Một chậu là chậu 2 cây. Đấy, màu trắng này em bán là 270.000 đồng một chậu 2 cây. Đây là Đai Châu trắng. Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Lá ngắn mít đẹp, màu trắng, cây đôi. Tiếp theo là hàng mít nhưng mà không phân màu. Hàng này có hai loại. Đây là loại cây to này, là 120, hôm nay sẽ giảm giá cho bác 101 này. Còn cái loại này là 95.000. Đây loại 95.000 thì nhỏ hơn. Loại 95 thì tính 90. 90 và loại 101 nhé. Hôm nay giảm giá cho các bác. Đây là mít nhiều màu. Còn đây là hồng cánh sen. Hồng cánh sen duy nhất 3 chậu được ạ. Cây to, đẹp. Nói chung là hồng cánh sen thì cây của nó dòng hoa VIP nên cây của nó cũng không to được như những cái loại khác đâu. Nhưng mà hoa thì chất lượng. 270.000 đồng một chậu hồng cánh sen, hàng chậu gỗ. Và phía bên đây là cam lửa nhé. Cam lửa em sẽ có hai size. Size cây to bên đây là lô mới về. Còn lô này là lô hôm trước. Nhưng mà lô hôm trước nhập thì đã thấy là hai cây nó khá là to đều nhau rồi. Lô mới về còn to hơn, nó nhỉnh giá hơn một chút. Thì hai mức giá là châu cam lửa này 230 và châu cam lửa loại mới về này, mới về còn duy nhất 4 chậu thôi, cũng 250. Mọi người nhá, cam lửa nó có hai size các bác nhá. Loại 230, 250. Màu này, cái màu này là màu hot năm ngoái ấy, em bán nhiều. Năm ngoái em bán nhiều lúc mà đang có hoa ấy, bán rất là chạy hàng luôn. Mà loại này thơm cực kỳ, ra nắng thì rực rỡ ạ. Tiếp đến là hoàng nhạn va. Hoàng nhạn va là cái hoa của nó sẽ là hoa vàng lưỡi trắng nhá. Dòng này dòng đột biến hoa của bên Thái Lan, người ta nhân tạo ra những cái cây mà rất là đẹp. Đấy, tình trạng cây đây. Em có hai loại, đây là loại chậu nhựa. Loại này thì em bán giống cho bác là 170.000 đồng một cây. Thực ra là cây nó cũng nhiều cặp lá các bác nhé. Còn nếu mà các bác lấy sang cái loại size VIP hơn thì cái loại này là loại chậu gỗ. Đây có thể mang một cây để cho mọi người so sánh với cái cây chậu nhựa và cây chậu gỗ nhé. Đây ạ, đây là cây chậu gỗ này. Tuổi cây nó sẽ lớn hơn các bác ạ. Đấy, loại này thì 250 một cây, hàng chậu gỗ này. 170 và 250, nó có hai size. Dòng này thì cực kỳ là thơm. Tiếp theo là Brass thì em có hai loại là màu Brass hoa trắng, màu trắng đây, và đây là Brass hoa màu vàng. Đấy. Hôm nay thì còn số lượng cũng ít thôi. Đây màu trắng này. Ờ bụi vẫn to lắm mọi người ạ. Bụi to mà lên mầm đẹp lắm, thuần nhà em rồi. 100.000 một bụi nhá. Mua hai bụi tính giá 90.000, màu trắng và màu vàng. Màu trắng thì thân lùn hơn, màu vàng thì thân của nó dài hơn. Đây là lọng đỏ, màu đỏ đô rất là đẹp nhá. Một chậu lọng đỏ hàng của Thái này. Hàng này hoa màu đỏ đô rất là tuyệt vời. Chậu to, nhiều thân. 150.000 đồng một chậu lọng đỏ. Đây một lô lan quân tử nhá. Đây là dòng lan quân tử lá ngắn ạ. Lá ngắn xếp rất là đẹp, cây nhiều cặp lá. Và hôm nay thì một chậu lan quân tử này thì em xin phép chia sẻ cho mọi người với giá là 80.000 đồng một chậu lan quân tử lá ngắn đẹp. Dòng này thì hoa của nó có rất là nhiều màu sắc, có thể là màu cam, màu đỏ, màu vàng. Hàng này thì cũng chưa sổ hoa nhưng mà cái dòng này hoa đẹp. Và đây là một cái cây phong thủy vừa thu hút tài lộc rất là nhiều. Em bán 80.000 đồng một chậu lan quân tử.